Hôm nay nhận thử thách của Mary Fan, ăn thử thách là ớt, 6 loại ớt nha bà con cô bác. Em có 6 loại ớt, ớt chuông, ớt nãy chị em cũng biết luôn mà ớt, trái nó chà bá và hòn. Đây là ớt màu xanh, này là cũng là một loại nha, màu đỏ một loại luôn, hai cái này nó khác nhau nha bà con cô bác. Còn này là ớt hiểm của mình nè, đó, gọi này là ớt ngâm. Ớt ngâm ớt chua mà có lại trái bự bự á, trái to nè, thấy không các bạn, mà nó ngâm loại chua ăn chung với lại mấy thịt từ này kia ngon lắm, thịt nướng đồ là ngon thiệt ngon. Bây giờ em đếm 1 2 3 4 5 và 6 ha, 6 loại ớt nha bà con cô bác. Xin chào các bạn nha, xin chào các bạn. Hôm nay là mình được nhận thử thách của Mary Fan cùng với lại các bạn anh chị em YouTube. Như là kênh của Tú Lê Tú Lê miền Tây hình như vậy, Cuộc Sống Không Quê, Nina Trần ở bên Mỹ, rồi Studio 3N, nhiều bạn lắm rồi cùng nhau để mà ăn thử thách ớt, 6 loại ớt nha bà con cô bác. Thì em ở đây nãy em có giới thiệu là 6 loại ớt của mình rồi. Em biết nó sẽ là cay lắm á, nhưng mà em sẽ cố gắng ăn thử thách này coi như thế nào nha bà con cô bác. Trước tiên á thì em sẽ ăn ăn cái ớt chua chua này trước đi, nhưng mà nó cũng cay lắm á, chứ không phải là không cay đâu. Cái này mình nướng pizza á, cái mình bỏ nó lên chung với thịt thì ăn nó chua chua cay cay ngon lắm, rất ngon. Ăn mấy đồ nướng barbecue ăn chúng này cũng ngon lắm nè, chua cay quá ngon, quá ngon, quá tuyệt vời, cay lắm, cũng cay lắm á. Này các bạn thấy không, cũng có hột ớt nè, ăn chung với cây bập, mấy cái thức ăn mà của Thổ Nhĩ Kỳ á thì họ ưa bỏ cái ớt này vô á, ăn nó cay ngon lắm ăn cái này nhiều á thì cũng dễ bị ra lửa lắm nha các bạn, lúc mà đi toilet là ra lửa luôn á em nói sự thật nha chứ không có gì hết, đây là sự thật thôi. Cho nên em làm thử thách này chủ yếu là vui thôi nha bà con, đừng có ham đòi hơn thua dữ quá thì sẽ đưa đi bệnh viện hồi nào cũng hay á. Mới ăn á thì nó như vậy á, nhưng mà chú nó thấm mà mới biết cay lắm, cũng cay á, cái lỡ này cũng cay. Thì em sẽ ăn những cái cay trước, cái này thì em biết nó không có cay rồi, chút nó ăn này để chị mình chữa lửa cái cay cái kia thôi ha. Đó. Không biết các bạn thấy thấy mình bắt đầu nó bốc khói chưa, em thấy nó hơi hơi bị ra mồ hôi chỗ này mi nhìn coi cái camera nó thấy được cái đầu ba chỗ này không mi mi nhìn thấy thế này không? Hả? Rồi, bây giờ em sẽ ăn cái trái ớt thứ hai, tiếp theo là cái ớt hiểm của mình. Ớt này là nó cay té lửa luôn á, ở trong siêu thị nó cũng để là very hot á. Very very hot. Cái này mình ưa làm nước mắm nè, muối nè, muối ớt rồi á, ở Việt Nam mình á. Mà ít ai dám ăn không lắm nha, mấy người nào mà ăn cay nhiều mới dám ăn. Em nhìn thấy em cũng muốn té lửa rồi, em thấy Mary Fan á, Mary Fan ăn ăn cay ngon lành lắm, Mary Fan ăn cay giỏi, mấy món ăn của cô ta ăn món nào cũng cũng cay hết đó, cho nên ăn giỏi lắm. Mình cũng sẽ cố gắng ăn thử như thế nào, tại vì ớt bên này nó không có ớt tươi đâu bà con, mình mua này ở Việt Nam mình đem qua này, sao mình bỏ tủ đông đá đó, cho nên nhìn nó mà em cười cười thôi chứ em chưa dám ăn cay lắm
căng mế nha. Bốc khói. Cái này nó cũng dành cho những người mà tài xế á, như Phan Châu nè. Phan Châu là nhớ bỏ trái ớt vào cái túi của mình ha. Rồi mỗi lần mà mình lái xe mà mình buồn ngủ á, móc nó ra cắn miếng. Cắn vậy nè. Đó là tỉnh ngủ liền, bảo đảm sẽ tỉnh ngủ liền, nó không có buồn ngủ nữa đâu. Và nó sẽ bốc khói luôn, cho dù ban đêm mình ngủ không đủ á. Hồi đó mình lái xe buýt mình biết. Cho nên mình ngủ không đủ là mình bỏ trái ớt trong túi vậy nè. Mỗi lần mình cảm thấy buồn ngủ á là mình móc ra mình chơi nó miếng liền, cắn nó cái ngắn ngắn sơ sơ thôi là nó bốc khói rồi, là đủ tỉnh rồi à. Còn nếu mà ai chưa chưa mà tỉnh nữa thì quất nguyên trái luôn, nhai nuốt luôn. Cay quá, tới đây thôi, ớt này cay lắm. Uống miếng nước à. Em sẽ thử trái màu xanh tiếp nha. Nghe mẹ phía em Mary Phan nói thì cái này nó cũng cay lắm nha bà con. Em chưa ăn thử nên không biết. Ôi giòn ha, giòn gụm luôn á. Đổi giọng rồi. Là do cay á, thấm á. Cay quá. Thường cay thì mình phải hít nhẹ. Hồi đó mà ăn cay á, cay quá mình chịu không nổi, cái mình chạy lên mẹ mình á, cái mình lấy tóc của bả mình chà, tóc chà thì nó hết cay, người ta nói vậy á. Cái này cũng cay mà nó không cay bằng cái ớt hiểm của mình, mà nó có cái vị ngọt ở trong đó nữa ha. Ớt hiểm của mình cay. Thấy muốn chảy nước mắt à ha. Ngọt, cái này nó có cái mùi vị là nó ngọt. Mình lấy cái hộp lại, có gì mình trồng mình lấy mình trồng. Không biết nó có lên không. Bên Na Uy thì mùa đông thì không có trồng phía ngoài được đâu. Mình trồng ở trong nhà, mà trong nhà thì không có chỗ thì cũng khó trồng. Mình cứ lấy mình để dành đây, bố có chồng thì lấy ra chồng. Cái bốc khói luôn á. Ê. Hình như ớt này nó không cay bằng cái ớt kia. Ớt xanh này nó không có cay, có ớt mình á. Ớt này nè, ớt hiểm nè, ớt hiểm cay lắm. Ớt này thì độ giòn của nó ha, rồi chua chua, em không có chua mà nó ngọt. Chua là cái nãy ăn đầu tiên á, mà là như giống cái loại ớt này luôn á thì phải. Không, rồi em bỏ qua bên đi, rồi em thử cái màu đỏ này coi nó cay không. Kêu lớn quá. Giòn gụm à. Đây mới học ớt ra để máu nó mọc cái ớt ở trong bụng là mệt luôn á. Nghe mùi ớt chứ bộ. Ớt này giống mấy cái ớt mà ớt kiểng của mình á. Tết nè, ra mình coi mấy chỗ kiểng ớt á. Mình thấy trái nó bự 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 to to, người ta kêu bằng ớt sừng trâu hay gì á, không biết phải không. Thử này con cao. Cay ít lắm. Cay. Thấm từ từ, nó thấm từ từ. Nó cay thấm từ từ ha. Cay hơn cái màu xanh. Nãy cay màu xanh mà nó cũng ngọt. Cay màu xanh.
Thôi bỏ qua một bên luôn. Bây giờ em sẽ thử chai này. Chai à, từ nhỏ tới lớn nè, trái này mới ăn lần đầu luôn nè. À, hai trái này cũng vậy nè. Bẻ đi cho nó nghe nó giòn nó ha. Cay quá, cay cho nên mình mới hít hà vậy bà con. Ha. Cái này thì nó giống ớt chuông, nó không có độ cay, không biết có hay không mà tại vì nãy giờ cay quá hết cảm giác luôn. À ai có ăn sao á, thử thách sao mình á, ăn thử cái này trước đi coi nó có cay không ha. Tại vì mà bây giờ mình cay quá. Em mở cho cay quá. Thử ớt chuông đi. Đây cho nước mắt ăn này vô chữa lửa cho nó bớt cay. Em đã thử thách thành công 6 loại ớt nha bà con cô bác. Xong rồi. Ăn nữa ăn không nổi. Các bạn thấy em đổi tiếng ha. Do nó cay quá cho nên nó làm nó ra nhiều cái nước để mà nó chống lại cái cay á. Em đã thử thách thành công. Xin chúc cho các bạn thử thách sau mình được thành công nha, ăn được nhiều hơn mình. Cay quá. Hy vọng các bạn cảm thấy video này hay, xin cho mình một like để ủng hộ tinh thần của mình để mình tiếp tục mình làm những cái video tiếp theo để cho bà con cô bác cùng xem nha. Ai chưa đăng ký thì hãy bấm đăng ký cho em. Rồi bấm like để lại bình luận. Em chân thành cảm ơn bà con cô bác theo dõi em nãy giờ. Em xin chào và hẹn gặp lại. Chúc bà con được vui vẻ và may mắn nha. Xin chào. Xin chào.